Cuộc thi With Love trao tặng yêu thương. Khoa Khánh ơi, cuối tuần này ba mẹ về nội. Con ơi, hai đứa con ở nhà mình nha. Hai. Hả? Sao vậy? Sao không? Hả? Vậy chỉ có khách nằm rái thôi. Rồi sao nữa? Có con sói già. Có con sói già hả? Con sói già ở đâu? Kia. Nhà mình đâu có con sói già. Nếu con ngủ thì con sẽ nghe tiếng con sói già đi cực cực đó. Để ai tắm cho con? Con tự tắm. Ai ăn cơm thì con? Con mẹ để đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. Con lấy con ăn. Đồ ăn nó không có ngon đâu. Nó không có ngon hả? Ngon chứ. Đây là món gì? Mẹ làm món mì. Mì hả? Mì độc lắm. Mì độc lắm hả? Rồi tối ai pha sữa cho con? Con lấy sữa tươi con uống. Được đâu, sữa đó phải đem đi học rồi. Vậy là không chịu ở nhà mình hả? Thôi, mình lớn rồi mà con. Mình lớn rồi. Con thích bà nội á. Rồi sáng bà nội. Rồi sáng ai đưa con đi học? Cuối tuần không có đi học. Thì sáng ai đưa con đi lên bà ngoại? Vậy sao? Sáng ai đưa con lên bà ngoại? Nhưng mà mình đã lớn rồi mà, mình ở nhà mình được mà. Rồi ở trong ở nhà mình cứ làm gì? Con chơi, con đi chơi đồ chơi. Chơi đồ chơi, chơi làm con gì? Con coi TV. Con đã biết mở TV đời nào nữa. Thì có cái remote thì con mở. Bấm nút nào coi phim hoạt hình? Bấm số 25 là có phim hoạt hình. Nhưng mà đâu có từ remote để con cài đâu, con hít từ remote đúng không? Nhưng mà bấm số 25 có từ remote này. Vậy chị hai ở nhà mình ha. Vậy chị hai ha, chị hai chịu ở nhà mình nè. Chị hai lúc nè. Chị của chị Ngọc. Chị của bạn nghe Ngọc lúc nào cũng lớn đuổi rồi mà. Phải nghe được mà, nhà một mình á. Anh quen Ngọc. Nhưng mà đó là chị của anh Ngọc chứ không phải là anh Ngọc. Vậy là không ở nhà mình được hả? Con đâu có biết ở nhà, con đâu phải anh đâu, con là em mà. Vậy chị hai không ở nhà mình được luôn hả? Chị hai thì phải biết ở nhà chứ. Chị hai gì mà nhát chữ. Nhưng mà mỗi lần mẹ nói à, em cao hơn con mà. Nhưng mà cao có chút xíu à. Nhiều. Mẹ nói quê. Mẹ nói là mẹ không biết mà giấc nó còn bự. Vậy là tóm lại là bây giờ không ở nhà một mình phải không? Về nhà một mình là đốt nhất. Không có.